Văn Lâm chuyên nghiệp dù biết trước được bắt chính. Đặng Văn Lâm giấu kín cảm xúc ở buổi tập trước trận gặp Nga sau khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik báo trước sẽ ra sân bắt chính. Chiều ngày 4 tháng 9, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Nga trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Sự quan tâm của người hâm mộ đổ dồn về vị trí thủ môn, nơi Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip đang có sự cạnh tranh gắt gao. Trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ ông sẽ để Văn Lâm bắt chính trước tuyển Nga, bởi đây là ước mơ của thủ thành mang hai dòng máu Nga, Việt Nam. Dù biết trước sẽ được bắt chính, Văn Lâm vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp trong từng bài tập. Thủ môn sinh năm 1993 cho biết anh cũng rất háo hức khi được đối đầu đội tuyển đứng hạng 33 thế giới. Đặng Văn Lâm từng ăn tập ở lò đào tạo Spartak Moscow nhưng không có cơ hội thi đấu ở Nga. Vì vậy, anh đã về Việt Nam từ khá sớm. Trận đấu vào tối mai ngày 5 tháng 9 sẽ là cơ hội tốt để tuyển Việt Nam trau dồi kinh nghiệm, đồng thời biết được mình đang ở đâu so với trình độ bóng đá châu Âu. Tuấn Anh cùng đồng đội tập luyện nghiêm túc với mục tiêu giành kết quả khả quan trước đội tuyển từng vào đến tứ kết World Cup 2018. Ở đợt tập trung lần này, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh. Quế Ngọc Hải sẽ là niềm hy vọng số một nơi hàng hậu vệ.